Sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã họp báo giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 diễn ra tại Đà Nẵng. Chúng tôi xem tất cả là 16 phim, thì nhìn chung thì đa số là những cái phim giải trí và đề cập cũng là những cái vấn đề của cái giới thanh niên trẻ. Có thể nói rằng là nền này chúng ta tự nhiên trẻ hóa lại. Chiều nay, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc Liên hoan phim đã hoàn tất. Đây là những hình ảnh độc quyền từ buổi tổng duyệt chương trình. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn chuỗi sự kiện Liên hoan phim Việt Nam năm nay, đã hé lộ những thông tin đặc biệt trong chương trình diễn ra vào 20 giờ tối nay, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Giờ đêm khai mạc, tôi sẽ dàn dựng với ý tưởng đó là hừng đông trên biển, đón nhận những cái tia nắng đầu tiên của một ngày, như là những cái hy vọng, những cái tình yêu về một những cái gì đó rất là tươi sáng. Mọi khán giả, công chúng mùa điện ảnh đều sẽ rất mong muốn nền điện ảnh nước nhà cũng sẽ phát triển và tươi sáng và rực rỡ như cái ánh mặt trời của buổi bình minh trên biển.